Rồi, trước khi vào video anh em đừng quên ấn like video, subscribe kênh để mình có thêm nhiều động lực ra thêm các video mới hơn. Và ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho anh một video dự đoán về kết quả trận đấu giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Việt Nam sẽ đá vào ngày thứ mấy nhỉ? Thứ năm, đúng rồi. Đá 16 giờ chiều ngày thứ năm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ để Việt Nam mặc áo trắng để đổi vía xem như thế nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đá đội hình 352. Đội trưởng vẫn là Hùng Dũng, nhưng Ngọc Hoài của Ngọc Hoài vẫn sẽ ra sân, thủ môn sẽ là Trần Quân Mạnh thôi. Và chút nữa thì anh em sẽ được thấy đội hình show ở trên trận đấu này. Và hôm nay Việt Nam sẽ mặc áo trắng để đổi vía xem sao. Trận trước thì chúng ta khá là đen khi mặc áo đỏ và để thua trước đội tuyển Úc với một bàn. Đây là các cầu thủ đội tuyển Úc. Đây là Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Công Phượng. Và các cổ động viên đội tuyển Việt Nam nay lại mang băng trắng trông hơi 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 kỳ cục một chút. Nay chúng ta sẽ đá sân khách em nha, và đội tuyển Úc vẫn ra sân với đội hình 4-2-3-1 quen thuộc. Anh có thể thấy đội hình của họ ở đây mình chả quen mặt ai. Mình chỉ nhớ là bên Úc rất nhiều mấy ông đầu trọc. Và rõ ràng đây là một trận đấu khó khăn khi mà Việt Nam không phải là đối thủ. Nói thẳng thế, chúng ta yếu hơn về nền tảng kỹ thuật, về thể hình, thể lực, các kiểu, về trình độ chuyên môn. À, đây là các cầu thủ đội tuyển Úc đang ra chụp tấm hình lưu niệm. Và còn Việt Nam đâu nhỉ? Đây là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đợi chút là chúng ta sẽ có đội hình đội tuyển Việt Nam luôn anh em ơi. Đây là đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam, thủ môn Trần Nguyên Mạnh, năm hậu vệ bao gồm cặp cánh Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh, ba người án ngữ ở giữa là Thành Trung, Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Bộ ba tiền vệ bao gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Bộ đôi đá cao nhất trên hàng công là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tiến Linh. Và đội hình này có thể hứa hẹn sẽ cho mình dễ đá hơn trước một đối thủ mạnh, khi chúng ta có thể đá phòng ngự phản công khá là tốt. Rồi, người ra bóng sẽ là Công Phượng và trận đấu chính thức bắt đầu. Đây là Hoàng Đức. Hai bên vẫn mình nghĩ là sẽ trong cái quãng thời gian đầu trận này sẽ đá thăm dò nhau là chính. Vâng, tuyển Úc đã phạm lỗi với Văn Thanh rồi. Oyer Mabil đã phạm lỗi với Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh cũng tình huống giả sút để ngoặt bóng và đã đánh lừa Mabil phạm lỗi. Các cầu thủ tuyển Úc vẫn đang pressing khá là dát. Văn Thanh tạt. Không có gì nguy. À không, bóng báo lê rồi. Ôi, thủ môn đã bắt được bóng rồi anh em ạ. Hoàng Đức thì cao ấy, nhưng mà thủ môn nó có tay cơ. Đấy. Nên là không chiến với thủ môn thì gần như là rất là bất lợi. Boye đã vượt qua Nguyễn Phong Duy rồi. Hồng Duy tất nhiên là có nhanh nhưng không đủ nhanh bằng thể hình thể lực các cầu thủ có nguồn gốc từ Anh được. Grant. Ui, rất may là Nguyên Mạnh đã bắt được quả bóng vừa rồi, nhưng mọi thứ vẫn chưa hết, mọi thứ vẫn đang còn. Vâng, hàng phòng ngự rất đông của đội tuyển Việt Nam, nhưng Úc vẫn tìm được khe hở để dứt điểm. Rất may là Nguyên Mạnh bằng cách nào đó đã đẩy được quả bóng ra ngoài. Vâng, rất may mắn. Và cũng phải nói đó là trình độ chuyên môn tốt của Nguyên Mạnh nữa. Nguyên Mạnh năm nay thì cũng 30 rồi, không còn trẻ nữa. Nhưng mà đối với một thủ môn thì đấy vẫn 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 còn là tương đối trẻ ạ. Tại vì thủ môn thì không cần phải chạy quá nhiều những các cầu thủ tuyến trên. Sainsbury. Rồi. Có lẽ là hàng phòng ngự đông làm cho các cầu thủ Úc đã bối rối. Ra cánh cho Hồng Duy. Và các cầu thủ Úc pressing rất căng và bịt hết các đường chuyền khiến cho Hồng Duy đã chuyền lỗi về số 10 Tagat. Tagat. Rồi. Quế Ngọc Hải có lẽ là người đã giải nguy trong tình huống vừa rồi. Nào nào nào, làm gì đây? Tagat. Rozic. Rồi Thành Trung vẫn
thi đấu tập trung. Như vậy là đã có tình huống việt vị của các cầu thủ Úc. Chúng ta không cần phải quá nhanh, chúng ta cứ bình tĩnh thôi, cố gắng giữ bóng. Vâng, Công Phượng đã có một tình huống chuyền hỏng, bóng không tới được vị trí của Hoàng Đức, và đây là Tagat. Tagat đang một mình đối diện với ba hậu vệ của Việt Nam. Tình huống 3-3. Vâng, Thành Trung đã rất tiếc là bóng vẫn chưa thể. Rồi, mọi thứ vẫn còn đang tương đối nguy hiểm đến lúc này. Ôi dồi, Quang Hải ơi, không hiểu sao ông nào làm mót làm Quang Hải hơi chốc nha. Không hiểu luôn, mình không hiểu luôn, cầm Quang Hải mình cảm thấy chốc hơn khá là nhiều so với Hùng Dũng và Hoàng Đức. Cầm mình không đá Quang Hải ngẫu hứng được như mình đá hồi trước. Vâng, một tình huống vấp nhau của cầu thủ Việt Nam làm cầu thủ Úc giật mình và cũng không vào lấy bóng luôn. Quang Hải mở cánh cho Văn Thanh. Đúng rồi, đây là Văn Thanh. Ui, một tình huống vào bóng tốt của cầu thủ Úc, nên là đã có một quả phát bóng lên chứ không phải là một tình huống phạt góc. Bế Hích. Rồi, xem nào. Gì đây? Cái đội hình này thì phải yêu cầu Hùng Dũng lùi về, lên công về thủ rất là nhiều, tương đối là mệt. Tại vì rõ ràng chúng ta đá theo phòng ngự phản công, và phòng ngự chắc chắn phải là ưu tiên hàng đầu. Tốc độ của số 11 có lẽ là Nabil. Có cách nào vẫy các cầu thủ chạy lên không nhỉ? Công Phượng, đây là Hoàng Đức. Hoàng Đức, Hoàng Đức, Tiến Linh, đây là Tiến Linh, rất tốt, Tiến Linh. Ui chà, ui nó xoạc luôn anh em ạ, sợ thật. Hồng Duy đã lên quá cao mất rồi, ở dưới, bây giờ tình huống 4-3. Vâng, 4-3, không phải 3-3 nữa, rất khó cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống tạt, khó hiểu nhưng mà đây, ai à. Rất may là mọi thứ vẫn còn kiểm soát được. Quang Hải. Đâu rồi, đâu rồi? Đây là, đúng rồi, Hùng Dũng. Chạy đi Công Phượng ơi. Ui giời ơi, Công Phượng lại đứng nhìn cái quả đấy. Giời ơi, không hiểu luôn. Hai ông chạy cùng một chỗ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đây là bay. Chưa hết à? Ui, không hết. Không hết. Nào, 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 bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ok à? Ok à? Ui, ôi. Ui rồi, may nhá, quả may. May thì thôi rồi luôn. Tình huống thở phào nhẹ nhõm cho thầy Park. Nguyễn Mạnh, Nguyễn Mạnh. Ok, Nguyễn Mạnh đã làm chủ được tình hình rồi. Rồi, phải đợi cho các cầu thủ đi lên đã. Rồi, như vậy trọng tài đã nổi qua kết thúc hiệp một trận đấu và chúng ta vẫn còn 45 phút phía trước để giải quyết tình hình. Ok, rồi, Úc sẽ là đội giao bóng trong hiệp 2. Moy, đây là Moy. Các cầu thủ Việt Nam chỉ số khá là thấp và mình đã... Với Úc thôi, Úc nó hơn mình có 10 chỉ số nhưng mà đá cũng rất chật vật rồi. Không biết mà còn gặp Brazil, Argentina kiểu mà lần trước cũng không đem về MU đào tạo thì nó còn đuối thế nào nữa anh em. Quang Hải cũng đã phải lùi về rất sâu rồi. Các cầu thủ Úc vẫn đang cố gắng kéo giãn đội hình đội tuyển Việt Nam. Ui dồi ôi, một tình huống sút xa. May mà Nguyễn Mạnh đã bắt được. Ok luôn. Ui. Sẽ đem so sánh Nguyễn Quang Hải. Quang Hải đấy, tiền vệ mà. Nhớ là so sánh ông tiền đạo cắm với Quang Hải trước khi Quang Hải đá tiền vệ. Khổ. Hoàng Đức.
Hoàng Đức, Văn Thanh đang có khoảng trống. Đây là Văn Thanh. Kìa. Hoàng Đức lại sút không thuận chân rồi. Tình huống sút không thuận chân của Hoàng Đức và chả có gì xảy ra cả. Đây rồi, đây rồi. Ui cha. Đá trận này mệt lắm anh em ơi. Nếu mà trận này hòa thì thôi chứ gì nữa. Thôi nói chung nếu trận này hòa thì đem đá pen được anh em ạ. Thôi thôi tại vì chúng ta yếu hơn hẳn mà. Ok. À, chết rồi, quên không đem Trọng Hoàng vào thay thế rồi anh em ạ. Ô. Ui, một tình huống chuyền hỏng của Quế Ngọc Hải rất khó hiểu. Không, không sao, quả đấy trời độ rồi anh em ạ. Chắc này thắp hương trên sân rồi. Ok. Chịu rồi. Chịu rồi. Thế thì chịu rồi. Chịu rồi, chịu rồi. Có mình đá nhanh mà quên mất là cầu thủ mình chỉ số thấp. Thôi, mình chỉ mong là trận này có điểm thôi anh em ạ, chứ không mong là thắng được. Thắng làm sao được. Và Văn Thành có lẽ đuối sức mất rồi. Có đá với Úc tôi mà chật vật mãi không thắng nổi. Hồng Duy. À, Hồng Duy lừa được rồi. Nhưng mà bóng vẫn thì trong kiểm soát của Úc. Ui dồi 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 dồi. Thôi. Ôi. Ok nhá. Đây là Tuấn Anh. Cầu thủ Việt Nam đang có cơ hội phản công. Đây là Tuấn Anh, đây là Văn Thanh. Cái gì vậy? Trời ơi. Có lẽ Văn Thanh sút luôn thì có thể là có bàn thắng đấy. Nhưng mà mình thì không tin tưởng lắm vào khả năng sút của Văn Thanh. Đây rồi. Công Phượng, đây là Tiến Linh. Tiến Linh. Công Phượng. Ui. Tuyệt vời. Ui, Công Phượng. Ui giời ơi. Quá tuyệt vời, một tình huống gỡ hòa. Sau pha truy cản của Tiến Linh thì Việt Nam đã có được bàn gỡ hòa. Quá là may mắn. Key pass của Quang Hải. Ui, đá trận này mệt quá anh em ơi. Và một hình ảnh đẹp của các cầu thủ Việt Nam. Sau khi đổi vía chúng ta cũng đã có bàn thắng với lứa đội tuyển Úc rồi. Úc có lẽ đang đẩy cao đội hình. Anh đầu chọc kia là có vẻ đang dâng lên rất cao kìa, trong khi anh đầu chọc không phải là cầu thủ tấn công. Aaron Moy. Vé rồi, các ông đứng đấy nhìn nè. Ui giời ơi, cứ để nó bắn phá như thế này chết tôi. Có lẽ mình sẽ giữ lại Tiến Linh để xem nào. Cho Bùi Tiến Dũng cho an tâm anh em ạ. Rồi. À thầy Park kìa, anh em có nhìn vừa nhìn thấy thầy Park không? Và một tình huống câu bóng ra ngoài để có lẽ là tận dụng các cái tình huống sút xa và thể hình thể lực. Ui ôi, sao nó nhanh thế? Kinh thật, lần đầu tiên mình bị pressing mệt như này. Chứ còn cái series đá World Cup là vì cầu thủ của mình luyện tập ở MU nâng chỉ số hết rồi. Anh em hiểu không? Đấy. Chứ còn đây nha, đá chỉ số gốc. Tương đối là mệt. Và một tình huống.
Tình huống chuyển trông có vẻ rất thế giới của Tuấn Anh nhưng nó lại chả đi đâu cả. Mày nhá, Nguyên Mạnh trận này bắt khét thật. Ok, Quang Hải can thiệp này, ơi không được rồi. Đội hình đội tuyển Việt Nam nó phải lùi về rất sâu rồi. Tuyển Úc thì dâng lên cao. Đội tuyển Việt Nam thậm chí nó không thể phạm lỗi nổi cơ. Mình muốn phạm lỗi nhưng có phạm lỗi được đâu. Thôi. Thôi nha, không chơi vậy nha. Ui. Vẫn là những cái tình huống vậy. Thôi phút cuối rồi anh ơi, thà em xin một điểm thôi, em xin một điểm thôi, trời ơi anh ơi. Ok rồi, thế giờ đây là kết quả dự đoán của mình cho trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam và hy vọng là nó sẽ đúng một đều với tuyển Úc, nhưng mà chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Và nhưng mà chả nhẽ video ấy kết thúc một cách nhạt nhẽo này à? Thế nên là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi đá penalty. Đấy. Đá penalty cho vui. Tội gì đúng không anh em? Cứ chiến thôi. Rồi. Sút đầu tiên kia Aaron Moy. Nguyên Mạnh không đoán được rồi. Khá là đáng tiếc. Đây là Quế Ngọc Hải. Ô. Chết rồi anh em ơi. Vâng, một tình huống. Đây là Hoàng Đức. Ok luôn. Ô. Mình xin. Thế là mình xin. Ơ kìa. Tại vì mình cứ sợ là máy nó đoán được trước ấy. Nên mình cũng xịt mất hai quả rồi còn đâu. Ô kìa. Thôi xịt rồi. Thôi. Em xin quả này. Ô. Xin. Mình xin. Ôi, ok, như vậy là vẫn hòa rồi. Bây giờ sẽ đá vào cái loạt sinh tử này. Bạn làm sao đây? Đây là Văn Toàn. Liệu Văn Toàn có thể mang về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam không? Vẫn không vào. Yes. Nguyên Mạnh đã đỡ được quả rồi. Rồi, đây là Hồng Duy. Hồng Duy có chuộc lại được lỗi lầm cho trận Thái Lan không? Vãi trưởng cái gì đấy? Chịu rồi. Nào. Ok. Vẫn hòa. Trận này đá căng nhở. Thôi, thua rồi. Không sao anh em ạ, đá pen vui vẻ thôi. Nhưng mà đây là dự đoán, mình dự đoán hòa một đều cơ mà. Đá pen này là phụ cho video vui vẻ thôi. Rồi, xin chào anh em trong video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.